Nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đẹp thì trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Quang Trung kết nối với đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp để tiếp tục gửi đến khách hàng mình một siêu phẩm căn nhà phố có sổ hồng riêng, pháp lý chuẩn và giá cả được thương lượng trực tiếp chính chủ. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu là một trệt một lửng ba lầu có sân thượng bên trên, với một mẫu thiết kế mới nhất năm 2022 rất là đẹp luôn. Thì nhìn từ phía bên ngoài được gia chủ mình thiết kế mỗi tầng đều có chỗ ban công ra. Hình oval nha. Rất là mềm mại. Đây, ngay phía tầng lửng thì gia chủ mình vẫn chưa làm xong, mình vẫn còn một cái ban công để chắn ngay phía cửa đi ra nha. Do là nhà vừa làm xong Hằng Ni ghé qua cho lên sóng luôn. Và ngôi nhà với diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu vào là 12,5m. Nhà thuộc hướng chính là hướng đông bắc, rất là phù hợp với khách hàng mình có hướng mệnh là Tây tứ trạch. Và công năng sử dụng bên trong nhà mình gồm phòng khách, gara ô tô, phòng bếp cũng như là bên trên là 3 phòng ngủ kèm phòng thờ và sân thượng trước sau, cực kỳ tuyệt vời luôn nha cả nhà. Một mẫu thiết kế với giá bán rất là hợp lý, chỉ 7 tỷ 450 triệu đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Hằng Ni sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng mình vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà nha. Và trước khi vào tham quan bên trong, hãy cùng Hằng Ni chúng ta quan sát con hẻm phía trước nhà. Đây, hẻm của mình rộng lên tới 5m, xe ô tô, xe tải mình di chuyển vào tận nhà nha. Cách mặt tiền đường số kết nối với Phạm Văn Chiêu Quang Trung chỉ một căn nhà thôi. Tại đây thì rất là thích hợp cho quý khách hàng mình vừa mua ở cũng như là đầu tư cho thuê hoặc là mở văn phòng công ty, rất là phù hợp luôn. Và bắt đầu hãy cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển vào bên trong để cùng tham quan ngôi nhà. Phía trước được gia chủ mình thiết kế gồm 2 lớp cửa, một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa xin pha kính cường lực 10 ly đã được gia chủ mình trang bị bộ màn ghềm kéo rồi. Tiến vào khu vực bên trong thì mình có một khoảng gara ô tô, mình để được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ cũng như là xe bán tải luôn nha. Rất là rộng rãi luôn. Đây đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hệ thống đèn trần chiếu sáng cũng như là gỗ ốp chân tường. Một mẫu thiết kế cực kỳ tuyệt vời luôn. Ngay phía dưới tầng trệt được gia chủ mình trang bị một cái toilet nha, sử dụng chung cho khách hàng khi mà mình ghé thăm nhà. Và nhà này thì được thiết kế phòng khách dời vào cuối nhà để khoảng phía trước mình làm ra ô tô. Đây, phòng khách thì mình được thông tầng lên phía trên, rất là sang trọng luôn. Đã được gia chủ trang bị sẵn bộ sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Một mẫu thiết kế hiện đại, nhẹ nhàng mà rất là sang trọng. Quý khách hàng mình quan tâm thế cùng Hằng Ni chúng ta tham quan thực tế ngôi nhà và hồ sở hữu ngôi nhà này với giá bán tốt nhất nha. Cùng Hằng Ni chúng ta quan sát cái giếng trời ở phía cuối ngôi nhà nè, lánh sáng trực tiếp cho nhà cũng như là rất là thông thoáng luôn. Một mẫu thiết kế vô cùng tuyệt vời. Với diện tích là chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 12,5m, đang được gia chủ rao bán với mức giá là 7 tỷ 450 triệu đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Với vị trí thì hẻm xe ô tô di chuyển vào tận nhà nha, giá bán thì rất là hợp lý luôn rồi. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển lên khu vực tầng lửng, được gia chủ thiết kế phòng bếp phía trên, cầu thang thì được ốp đá cao cấp nè, tay vịn bằng gỗ kết hợp với lan can sắt, đi rất là chắc chắn nha. Nhà thì được gia chủ mình thiết kế theo tông chủ đạo màu trắng kết hợp với màu xám, đi kèm với gạch phía dưới là dạ gỗ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhà thì đầy đủ mảng xanh, gia chủ trồng rất là nhiều cây cảnh. Đó, đẹp quá cả nhà ơi. Khu vực tầng bếp đã được gia chủ mình trang bị sẵn hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới cũng như là tủ lạnh lớn 2 cánh kèm bộ bàn ăn 6 ghế. Phòng bếp thì mình có ban công chỗ ra ngoài. Ngay phía ban công sẽ được gia chủ mình làm thêm một cái lan can sắt phía trước nha. Nhà chưa kịp làm luôn. Đó, nhà mình thì nằm ngay khu dân cư xây dựng đồng bộ cho nên là rất là an ninh và trí thức. Cũng như là camera thì quan sát 24/24 luôn, cho nên rất là an toàn cho quý khách hàng mình khi mà sinh sống tại ngôi nhà này nha. Và đây, cùng Hằng Ni chúng ta quan sát sơ lược lại một lần nữa. Nhìn từ phía bên ngoài, khu vực phòng bếp. Và bắt đầu Hằng Ni sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, lầu 2 phía trên để chúng ta cùng tham quan các phòng ngủ phía trên nha. Và quý khách hàng mình quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình của video
em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế cũng như là sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Tại khu vực lầu 1 thì được gia chủ thiết kế một cái phòng ngủ master lớn, rất là đẹp luôn, đã được trang trí đầy đủ nội thất bên trong phòng rồi. Giường ngủ nè, bàn trang điểm, cũng như là tủ quần áo, và phía trước thì mình có một cái ban công chỗ ra ngoài. Đây, gia chủ chỗ ra 1m2 nha. Trồng những chậu cây cảnh rất là thông thoáng và mát mẻ luôn. Di chuyển vào bên trong thì mình có tủ quần áo, được thiết kế thông thẳng vào khu vực toilet nha. Đây, đẹp quá. Toilet thì đầy đủ các trang thiết bị, bồn cầu, lavabo và vòi tắm hoa sen cùng với bồn tắm nằm, phòng xông hơi. Đây, bức tranh nè, đi kèm với ánh đèn vàng cực kỳ lung linh và ấm áp luôn. Khu vực tắm riêng biệt đó, cực kỳ sang trọng và đẳng cấp luôn nha, như một resort mini luôn. Quý khách hàng mình mua nhà này thì nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn nha, rất là tuyệt vời. Và hàng ni bắt đầu di chuyển lên khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan phía trên. Và quý khách hàng khi xem video hãy nhớ cho hàng ni một lượt đăng ký kênh, cùng bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày nha. Em ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Và em đang có mặt tại khu vực lầu 2 của ngôi nhà. Thì tại lầu này được gia chủ thiết kế gồm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau nha. Mỗi phòng đều có thiết kế toilet riêng bên trong, rất là thuận tiện cho chúng ta sinh hoạt luôn. Phòng phía trước thì có ban công chỗ ra ngoài, cũng như là cửa sổ ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất bên trong phòng rồi, cũng như là máy lạnh bên trên. Đây, toilet thì đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo và gương soi. Quý khách hàng mình thì chỉ cần xách vali về vào ở ngôi nhà thôi. Và hàng ni di chuyển ra phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau của ngôi nhà. Phòng này thì được thiết kế một cái giếng trời nha, cho nên là nhà rất là thông thoáng và đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Đó, đầy đủ các trang thiết bị bên trong phòng rồi, cũng như là toilet riêng sử dụng cho phòng ngủ thứ ba nằm tại lầu 2 của ngôi nhà. Và em bắt đầu di chuyển lên khu vực sân thượng để chúng ta cùng tham quan nha. Nhà này thì với mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022 rất là tuyệt vời luôn. Tại khoảng khu vực sân thượng thì được gia chủ mình trang bị sẵn một cái máy giặt tại đây. Đó, hàng mới nha cả nhà. Và hàng ni bắt đầu di chuyển ra khu vực sân thượng phía sau. Thì nhà mình đã được gia chủ hoàn công rồi. Quý khách hàng khi mua thì sổ hồng công chứng trong ngày nha. Và tại đây mình có một cái khoảng sân đi thông thẳng ra sân thượng phía trước, đã được gia chủ thiết kế cũng như là để sẵn hai bộ bàn ghế, bàn trà. Bên trên là hệ thống đèn trần chiếu sáng, rất là lung linh luôn. Buổi tối mình ngồi đây uống một ly trà, một ly cà phê, nhâm nhi một ly rượu, cực kỳ tuyệt vời luôn. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh, cùng bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày nha. Xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt, bye bye.